Nào bây giờ chúng ta nhìn xem trong phần này người ta yêu cầu chúng ta làm sao nhỉ? Choose the best answer to complete each of the following sentences. À, chúng ta sẽ chọn những cái câu đúng để điền vào chỗ trống. Now, number one. My mother enjoys traditional foods for our family, especially at this holiday. Now, A. Cook. B. To cook. C. Cooking. D. Cooked. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? À, các em nhớ cho cô là gì? Sau động từ enjoy, chúng ta sẽ cộng cho một verb thêm in. Vậy thì cô có nè, chủ ngữ cộng cho enjoy. Chủ ngữ cộng cho enjoy. Theo sau nó, ta cộng cho một động từ thêm in. Theo sau nó, cô sẽ cộng cho một động từ thêm in. Phải nào? Vậy thì my mother enjoy, chỗ này chúng ta sẽ dùng là gì? Cooking, verb in, cooking. Vậy thì chỗ này các con sẽ chọn cho cô đáp án là C. Okay. Now, number two. My father sometimes goes in the forest. I like to find some more food for our family. Okay. Now, chúng ta thấy sao nào? My father sometimes goes in the forest. Bố tôi thỉnh thoảng đi đâu vào trong rừng. He likes to find some more food for our family. Ông ấy đi tìm thức ăn cho cả nhà, cho cả gia đình. À, vậy thì vào trong rừng là thường là chúng ta sẽ có cụm từ gì? Ở đây người ta cho là hunt, hunting, to hunt và hunt. À, chúng ta sẽ có cụm từ là go hunting. Go hunting có nghĩa là đi săn bắn. Vậy trong trường hợp này các con sẽ chọn cho cô là B. Go hunting là đi săn bắn. My father sometimes go hunting in the forest. I like to find some more food for our family. Vậy thì các con dùng cho cô là go hunting là săn bắn. Trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng là goes hunting. Okay. Now, number three. Look, some children are the buffaloes. Now, begin. Herding, driving, playing. À, kiến thức ở chỗ đây là kiến thức về từ vựng. Now, number three. Look, hãy nhìn nè. Some children, à, một vài đứa trẻ thì gì nha? Ở đây người ta cho động từ nè. Begin, nhặt hái. Herd, dắt trâu, cởi trâu. Driving là lái xe và playing là chơi. Không nào? Và chúng ta nhìn vào cái từ này là buffalo. Buffalo là con trâu, những con trâu. Vậy thì những đứa trẻ này phải làm gì? Những đứa trẻ này là phải chăn trâu hoặc là dắt trâu. Vậy thì chúng ta sẽ có động từ là herding. Như vậy, câu này cô sẽ hoàn thành như sau. Look, some children are herding the buffaloes. Right? Yes. Okay. Now go on. Now number four. The sky is here in the countryside because there are no buildings to block the view. Now, the sky is here in the countryside because there are no buildings to block the views. Now, A. Tidy. B. Close. C. Dense. D. Vast. À, bầu trời lúc này các con thấy như thế nào nhỉ? Bầu trời như thế nào ở đây? À, nếu ở miền quê thì chúng ta thấy bầu trời như thế nào? Bởi vì là chúng ta sẽ không thấy những cái tòa nhà cao ốc nó che cái tầm nhìn của chúng ta nữa. Vậy thì bầu trời lúc này như thế nào các con nhỉ? Đây là cái phần lựa chọn về từ vựng. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ dùng cái gì nhau? À, chúng ta sẽ dùng từ vast. Vậy thì câu số 4 cô có thể nói lại toàn bộ câu như thế này. The sky is vast. Here in the countryside because there are no buildings to block the view. Right? Yes. Now, number five. He living in the city, than living in the country. Now, he living in the city, than living in the country. À, cuộc sống ở thành phố thì tiện nghi hơn cuộc sống ở nông thôn. Vậy thì các con nhìn xem nào. Ở đây chúng ta bắt gặp từ gì? Than.
chúng ta thấy có cái từ than, đúng không nào? Vậy thì từ than ở đây chính là so sánh. So sánh này, cái cấp bậc của nó như thế nào? Cấp bậc của nó là so sánh hơn. Và bây giờ chúng ta xem nè, người ta cho chúng ta tính từ convenient. Convenient, vậy convenient là một tính từ dài, phải chưa? Chúng ta áp dụng công thức so sánh hơn đối với tính từ dài. Thì chúng ta lưu ý cái công thức cho cô nè. Bây giờ chúng ta, cô sẽ check note cái điểm ngữ pháp bên đây. Và chúng ta sẽ lựa chọn nha. Chủ ngữ nè, cô cộng động từ, phải chưa nào? Rồi cô cộng gì nữa nào? Cộng more, cộng more. Cộng cho tính từ dài, cô cộng cho tính từ dài. Rồi cô cộng cho than, đúng không nào? Như vậy ở đây cô sẽ chọn đáp án nào? Thành cuộc sống ở thành phố thì như thế nào? Thì tiện nghi hơn ở nông thôn, phải không? Phải chưa? Vậy thì ở đây tác dụng công thức nào? More cộng tính từ dài. Ở đây người ta cho than rồi. Vậy more cộng tính từ dài, chúng ta sẽ có đáp án nè. Người ta cho nè: A is more convenient, B is convenient, C much convenient, D so convenient. Vậy thì lúc này các con sẽ chọn đáp án nào? À, chúng ta sẽ chọn là chủ ngữ, phải chứ nào? Rồi đến động từ, rồi đến more, rồi đến tính từ, rồi than. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là A, phải chưa? Chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là A. Vì sao chúng ta lựa chọn đáp án đó? Thì đây là cái công thức cô đưa ra đây, phải chứ nào? Ok, now go on. Number 6. He is surprised. He is surprised that there are 54 ethnic groups. À, các em sửa lại cho cô cái từ này, từ group nè. Groups. Groups. He is surprised that there are 54 ethnic groups in our country. Now, anh này rất là ngạc nhiên khi mà anh này biết được là ở đất nước của chúng ta là có 54 nhóm dân tộc anh em, phải chưa nào? He is surprised that there are 54 ethnic groups in our country. Vậy thì trong trường hợp này, người ta sẽ cho 4 động từ và chúng ta sẽ xem thử động từ nào phù hợp và chúng ta sẽ điền vào. Now, number A, to understand là hiểu. Number B, A, to understand. B, to study. C, to know. Define. Và trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn đáp án là C. He is surprised to know that there are 54 ethnic groups in our country. À, anh này rất ngạc nhiên khi biết rằng là gì? Có 54 dân tộc anh em. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là to know. C. Right. Do you understand? Yes. Okay. Now, 7. Now, the opposite of important is, đối nghĩa với cái từ quan trọng là từ gì? Complicated, insignificant, developed, traditional. Now, okay. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ đây là yếu tố về từ vựng. Vậy thì các con sẽ chọn từ nào cho cô? Đối nghĩa với important. Đối nghĩa với important là quan trọng, thì đối nghĩa với nó là không quan trọng. Vậy không quan trọng chúng ta có từ là insignificant. Insignificant, không quan trọng. Các con đã học rồi, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ chọn là insignificant. Đối nghĩa với từ important là insignificant. Được chưa nào? Ok. Now, number 8. Now, knit with going to a cultural event, would you like to join in us? Now, knit with going to a cultural event, would you like to join in us? Now, chỗ này chúng ta làm sao nhỉ? Làm sao nhỉ? À, ở đây là một trong những cái viết tắt nè. Knit, chúng ta sẽ đi đến cái sự kiện, tham gia một cái sự kiện về văn hóa. Bạn đi với chúng tôi chứ? Ở đây các em để cho cô, ở đây người ta dùng thì tương lai dự định, không nào? Vậy thì chỗ đây chúng ta sẽ dùng lại
là ngày mai, phải chưa? Từ viết tắt số 2 với từ motto là tức là ngày mai, chúng ta sẽ chọn đáp án là C, tomorrow. Các con sẽ chọn đáp án là C, giúp cô. Rồi, được chưa? Ok. Chúng ta sẽ nghiêng về những câu trắc nghiệm, và câu nào có cái trường hợp về đặc biệt về ngữ pháp thì cô sẽ giải thích, còn câu nào về từ vựng thì cô sẽ giải thích về yếu tố từ vựng cho các con. Được chưa nào? Ok. Nào. Nào, phần số 3. Người ta yêu cầu chúng ta làm sao nhỉ? Give the correct form of the verbs in practice. Chia động từ đúng trong ngoặc. Nào. Now, okay. Red teacher sings an English song now. Red teacher sings an English song now. Và bây giờ chúng ta xin xem nè. Chúng ta bắt gặp có cái từ gì nhỉ? Now. Phải chứ nào? Vậy thì cái từ now này, không nào? Cô sẽ dùng ở thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn. Vậy nói cho cô cái công thức thì hiện tại tiếp diễn nào. À, thì hiện tại tiếp diễn tức là ta có chủ ngữ cộng cho am, i, a và cộng động từ thêm in. Cộng động từ thêm in. Không nào? Chủ ngữ cộng am, i, a và cộng động từ thêm in. Đúng chưa? Chúng ta có công thức như thế. Vậy thì trường hợp này chúng ta có từ nào? Đây, xem áp dụng công thức cho cô. Vậy chủ ngữ lúc này là gì nhỉ? Chủ ngữ lúc này là their teacher. Their teacher ở số ít hay số nhiều các em? À, ở số ít. Vậy thì số ít lúc này các con phải dùng là i. I. Phải chưa? Và chúng ta sẽ áp dụng công thức bên kia. Sau nó là một verb thêm in. Vậy thì động từ xin này các con sẽ đưa về là singing. 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 Được chưa nào? Vậy thì lúc này cô nói là their teacher is singing an English song now. Ok? Yes. Now, number two. Number two. Ray lives a nomadic life for 6 years. Now, Ray lives a nomadic life for 6 years. Now, họ đã sống một cuộc sống du mục được 6 năm rồi. À, bây giờ chúng ta để ý cho cô nè. For 6 years. For 6 years. Họ sống một cuộc sống du mục được 6 năm rồi. Phải không nào? Trở về chỗ này chúng ta sẽ bắt gặp là có cái cụm từ là for 6 years. Được 6 năm rồi. Phải chưa? For 6 years. Được 6 năm. Vậy thì có cái yếu tố về cái thời gian như thế này, về trạng từ như thế này, thì các em sẽ áp dụng cho cô. Đó là thì hiện tại hoàn thành. Có nghĩa là gì? Trong quá khứ họ đã sống cái cuộc sống du mục rồi. Bây giờ họ cũng đang sống trong cái cuộc sống du mục nữa. Như vậy thì quá khứ, thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động đã khởi sự trong quá khứ và còn kéo dài đến hiện tại. Phải không? Như vậy trong trường hợp này các con sẽ dùng cho cô thì hiện tại hoàn thành. Ta có công thức là chủ ngữ cộng have hoặc has cộng V3. Được chưa nào? Cô nhắc lại nè. Trong câu này chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Vì sao nè? Ta thấy là có for 6 years. Đây là một cái yếu tố về thời gian. Tóm nào? Và câu này nó diễn tả một hành động đã khởi sự trong quá khứ và còn kéo dài đến hiện tại. Lúc này chúng ta phải dùng thì hiện tại hoàn thành. Vậy Ray lives a nomadic life for 6 years. Thì chỗ này cô sẽ chia như thế nào? Ray gì con? À, Ray have. Phải chưa? Live này đưa về V3 tức là nó tận cùng bằng I rồi. Chúng ta chỉ thêm đi thôi. Ray have a live. Right, ok. À, vậy thì câu này chúng ta có nói sao? Ray have a live a nomadic life for 6 years. Được chưa nào? À, như vậy thì hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động đã khởi sự trong quá khứ và còn kéo dài đến hiện tại. Thì lúc này các con sẽ dùng cho cô thì hiện tại hoàn thành. Bây giờ chúng ta phân tích lại cái hành động đó là gì? Họ sống một cuộc sống du mục được 6 năm rồi và bây giờ họ vẫn tiếp tục sống nữa. Thì như vậy chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Ok, như vậy chúng ta đã nắm được cái phần chia động từ rồi đúng không nào? Nào, go on.
Now, chúng ta sẽ đi qua phần reading. Chúng ta qua phần reading. Now, okay. Now, các em nhìn xem. Trong phần này người ta yêu cầu chúng ta sẽ chọn một số từ để điền vào chỗ trống. Phải chưa? Now, fill in the gaps with the words in the pause. Now, festival, lunar, blossom, happy, mod, tropical. Okay, spring is a time when there are many in our country. Among them, Hoa Ban Festival either beautiful and interesting, and it takes place in Lai Châu. It is the cultural life of the Thai people in the second month of the year. When it gets warmer and Hoa Ban, a kind of beautiful flower in the northwest mountain area. Hoa Ban Festival is a great time for everyone, especially for boys and girls. À, như vậy chúng ta nhìn xem nè. Vào mùa xuân thì sao nhỉ? Là cái thời gian miệt ma khi đó có cái nhiều cái gì ở quốc gia chúng ta. Không nào? Và giữa cái lễ hội Hoa Ban này là cái thời gian như thế nào, vừa đẹp vừa thú vị ra sao? Nó diễn ra tại Lai Châu và nó là một trong những cái cuộc sống văn hóa của người Thái, phải chưa? Cái thứ hai là gì? Vào cái tháng thứ hai thì sao? Nó diễn ra là khi lúc đó trời sao ấm áp, warmer, và hoa ban thì nó là một cái loại hoa đẹp, được chưa? Nó được nở ở đâu? Ở phía bắc của miền núi. Phải không nào? Rồi gì nữa các con? À, chúng ta thấy là cái lễ hội Hoa Ban này nó một cái lễ hội rất là đặc biệt, phải chưa? Và cái thời gian này thì tất cả mọi người, nó dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là cho cả nam lẫn nữ. Phải chưa? Cái lễ hội này nè, nó dành cho tất cả mọi người. Đúng không? Chúng ta xem chi tiết nè. This is a great time for everyone, especially, đặc biệt là for boys and girls, đặc biệt là cho tất cả mọi người. Chúng ta nắm được chưa? Ok. Vậy thì câu đầu tiên chúng ta sẽ điền như thế nào? Spring is a time when there are many gì? Many festival. À, như vậy các con sẽ điền cho cô. Number one, festivals. Đúng không? Vào mùa xuân là cái thời gian khi đó có nhiều lễ hội ở nước chúng ta. Nào, chúng ta sẽ dùng từ festival. Now, number two. Among them, Hoa Ban Festival either. À, chỗ này chúng ta thấy mạo từ the thì ta liên tưởng đến gì? So sánh nhất. Vậy thì các con phải dùng cho cô từ most. Như vậy, most. Đúng không? Either most beautiful and interesting, and it takes place in Lai Châu. It is of the cultural life. It is gì đấy? Hả? Sao các con? Và nó diễn ra tại Lai Châu. Và nó là gì đấy? It is gì đấy con? Ừ. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ dùng cái gì để điền vào vô chỗ? Nó là cái gì nhỉ? Nó là cái lễ hội, cái tinh thần, phải không nào? Như vậy chỗ này chúng ta dùng gì? It is gì? It is gì đây? It is gì đấy? It is. It is gì? Lunar of the cultural lights. Đúng không nào? Vậy thì chỗ này các con sẽ dùng cho cô từ liền. Lunar đúng không? Lunar chúng ta sẽ dùng cho này. In the second lunar. À, câu số này ta mới dùng là lunar đây. Lunar month of the year it warm, warmer and hoa ban, a kind of beautiful flower in the northwest mountain area what? Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ điền cái gì? Blossom. Đúng không? Chúng ta sẽ điền blossom. Như vậy các em sẽ điền từ blossom cho cô. Blossoms. Hoa ban festival is happy. Happy. Vậy chứ nào? Vậy cái xấu thì các con sẽ điền cho cô từ happy. 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 Ok. Vậy còn từ còn lại thì chúng ta sẽ điền từ gì nhỉ? Tropical. Tropical.
typical. À, vậy thì cô sẽ nói như thế này. Spring is a time when there are many festivals in our county. Among them, Hoa Ban Festival is the most beautiful and interesting, and it takes place in Lai Châu. It is typical of the cultural lives of the Thai people. In the second lunar month of the year, when it gets warmer and Hoa Ban, a kind of beautiful flowers in the northwest mountainous area blossom, Hoa Ban Festival is happy. This is a great time for everyone, especially for boys and girls. Ok, như vậy chúng ta thấy là mùa xuân là cái mùa mà biết bao nhiêu lễ hội ở đất nước của chúng ta, đặc biệt là lễ hội Hoa Ban Lan có ở Lai Châu, không nào? Lễ hội này thì dành cho tất cả mọi người và đặc biệt cho những chàng trai và cô gái. Được chưa nào? Nào, ok. Go on. Nào, chúng ta sẽ đi qua một phần nữa, không nào? Ta đi qua một phần nữa. Nào, các con nhìn xem, chúng ta sẽ quyết định coi câu nào đúng và câu nào sai, phải chưa? Nào, đây là bốn câu cô sẽ cho. There are many festivals in Vietnam, especially in spring. Có nhiều lễ hội ở Việt Nam, đặc biệt là vào mùa xuân. Câu này đúng không các con? True. Đúng không? Đúng rồi. Vào mùa xuân thì có rất là nhiều lễ hội ở Việt Nam. Now number 2. People celebrate Hoa Ban Festival in Lai Châu. À, mọi người đã tổ chức những cái lễ hội Hoa Ban tại Lai Châu. True. Ok, true. Now number 3. Hoa Ban blossom when it gets cold. À, Hoa Ban nở khi mà trời lạnh. Có đúng không nào? Cold. Có đúng không các con? À, không đúng. Hoa ban nở khi mà trời trở nên ấm hơn. Vậy câu này là false. False. Now number 4. The festival is a great time for early boys and girls. À, những cái lễ hội là cái thời gian chỉ dành cho cậu con trai và con gái, cho nam và nữ. Cái này có đúng không? À, không đúng. Lễ hội này dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là dành cho nam và nữ. Như vậy câu này là false. Ok, như vậy chúng ta nắm được chưa? Nắm được ý chưa? Nào, phần này người ta yêu cầu chúng ta làm gì đây? À, chúng ta sẽ khoanh tròn các đáp án đúng, không nào? Để hoàn thành câu, các em khoanh tròn đáp án đúng. Nào, to the words whose underlined parts is pronounced differently. Chúng ta sẽ chọn những cái từ mà người ta gạch chân, từ nào mà có cách phát âm khác, không nào? Vậy thì trong phần này người ta chọn những cái từ gạch chân nè. Chúng ta thấy là rise, excited, ridden, behind. Vậy thì từ gạch chân, từ khác là gì? Rise, excited, ridden, behind. Thế vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Được chưa nào? Ok, now. She likes watching moons on a full moon night. Now, she likes watching moons on a full moon night. À, giống như ở tiết trước cô giải thích cho các con rồi. Cô giải thích cho các con. À, vậy thì khi nào mà các con dùng in? Khi nào các con dùng và các con dùng the? Đây, cô sẽ ôn lại. À, bây giờ các con nhìn xem. Ở đây cô có a, an, the. Ở chỗ nào? Cô nhắc lại một lần nữa nha. A là mạo từ, theo sau nó là danh từ số ít. Đúng nào? An là mạo từ, theo sau nó là danh từ số ít. Nhưng a thì theo sau nó là phải là một gì? Phụ âm. An theo sau nó là một nguyên âm.
Còn khi nào chúng ta dùng mạo từ the? The là chúng ta chỉ về gì? Chỉ về gì các con? À, chúng ta chỉ cái gì là duy nhất. Cái gì chỉ có một cái thôi. Không nào? Bây giờ trong trường hợp này chúng ta thấy là dùng the, nó đã xác định rồi, mà chỉ cái gì chỉ có một cái thôi. Tôi thích xem trăng. Tôi thích xem ánh trăng on a full moon night, là vào cái đêm trăng rằm, đêm trăng tròn. Vậy mặt trăng này chỉ có một mặt trăng duy nhất mà thôi. Vậy chỉ có một mặt trăng duy nhất thì lúc này các con sẽ chọn đáp án gì cho cô? Trong này người ta cho là the, on, that, this. À, chỉ có một mặt trăng duy nhất thì lúc này con phải dùng cho cô là mạo từ the. Như vậy chúng ta sẽ dùng đáp án, chọn đáp án là A. Ta dùng the. Vậy là she likes watching the moon on a full moon night. À, chỉ có một mặt trăng duy nhất thôi. Cô nói rồi, ta dùng the để chỉ về tên riêng, chỉ về những cái gì đó mà duy nhất chỉ có một cái thôi. Phải không nào? Vậy thì lúc này các con sẽ dùng mạo từ the cho cô. Now, go on. Number 3. We usually spend our holiday in the village our grandparents live. Now, chúng tôi luôn luôn sao đây? Hả? À, trải qua những cái ngày hè của mình ở trong một cái ngôi làng ông bà tôi sống. Là sao nhỉ? Là sao? À, là we usually spend our holiday in the village. Chúng tôi luôn luôn đã trải qua những cái ngày nghỉ của mình trong một ngôi làng, nơi đó, không nào? À, nơi cái ngôi làng đó ông bà tôi đã sống. Vậy thì lúc này ta phải dùng cái gì? Ta phải dùng cái gì để chỉ ra rằng là cái nơi đó ông bà tôi sống? Phải không nào? Vậy thì the villager, the villager, các con để cho con là the villager. Được chưa? Và người ta dùng what. What là cái gì, phải không? How là như thế nào? Và which là thay thế cho cái vật, không? Thay thế cho cái vật là cái gì? Và when là khi nào? Vậy thì trong trường hợp này các con phải chọn cái nào nào? Đâu, cô nói lại nào. We usually spend our holiday in the village with. Đúng rồi, with. Như vậy chúng ta sẽ dùng từ with. We usually spend our holiday in the village with our grandparents live. À, chúng tôi đã trải qua những ngày nghỉ của mình trong một ngôi làng ở nơi đó. Ha, ngôi làng đó ông bà của tôi sống. À, chúng ta nắm được chưa nào? Ok. Now go on. Now number 4, number 4. Nam and Ba likes the buffalo after school. Nam and Ba like the buffalo after school. A. Hers. B. Herdin. C. To herdin. D. Hers. À, bây giờ trước khi làm cái câu này thì nghe cô nhắc lại cái điểm ngữ pháp mà chúng ta cần lưu ý. À, ở đây chúng ta thấy bắt gặp động từ gì đây? Like. Đúng không nào? À, các con sẽ thấy động từ like. Vậy thì cô có cái điểm ngữ pháp nè. Cô có chủ ngữ nè, cộng động từ like. Và sau nó có mấy hình thức? Động từ like sau nó có mấy hình thức các con? À, đúng rồi, nó có hai hình thức. Không nào? Đối với bốn động từ like, love, hate, prefer. Vậy trong trường hợp này chúng ta có động từ like, được chưa? Love, rồi hate, prefer, prefer. Nó có bộ hai hình thức. Đó là sau nó cô cộng cho một to infinity, động từ nguyên mẫu, và một verb thêm in. Được chưa? Sau nó cô cộng cho một to infinity và một verb thêm in. Vậy thì trường hợp này cô sẽ cộng cái gì con? Người ta cho hers. Vậy trường hợp này có đúng không? Không đúng. Herstin. Herstin. Right? Verb thêm in được nè. Không nào? To herstin. Được. To infinity nè. Và hers. Không đúng. Vậy thì chúng ta sẽ chọn hai đáp án B và C. Đúng không? Trong này đáng lẽ là người ta sẽ cho chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? D là đáp án cả B và C. Nhưng mà trong trường hợp này
người ta cho chung chung như thế này thì bắt buộc chúng ta sẽ chọn luôn một lúc hai đáp án. Được chưa? Nắm được chưa? Vì sau động từ like là một verb thêm, thêm in. Và sau động từ like cô có thể cộng cho một to infinity. Ok, now go on. Now number 5. Number 5. Ok, Elnis Kermer live in the Mekong Delta of Vietnam. Rồi. Người dân dân tộc Khmer sống ở vùng đồng bằng Mekong ở Việt Nam. Vậy thì hồi nãy cô nhắc rồi, chúng ta dùng hay là không điền cái gì cả. À, nãy cô nhắc như thế nào nhỉ? Người dân tộc Khmer. Vậy thì người dân tộc Khmer này nó đã chỉ định chưa? Nó đã chỉ định chưa con? Chỉ định rồi đúng không? Thank you. Chỉ có một dân tộc Khmer mà thôi. Phải chưa? Vậy thì lúc này con phải dùng mạo từ gì? The. Con phải dùng mạo từ the cho cô. Chỉ có một dân tộc Khmer mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ dùng mạo từ the. Now go on. The Thais are good. They grow different crops. A. Teacher. B. Doctor. C. Workers. D. Farmers. Now, dân tộc Thái thì sao? Là những người như thế nào? Họ trồng nhiều vụ mùa khác nhau. À, câu này chúng ta xem nào. The Thai are good. They grow different crops. Để muốn chọn được những cái từ này cho phù hợp thì chúng ta căn cứ vào vế sau nè. Họ trồng những cái vụ mùa khác nhau. Tức là họ có phải là giáo viên không nhỉ? Không. Từ này chúng ta loại. Họ có phải là bác sĩ không nhỉ? Không. Chúng ta cũng loại luôn. Họ có phải là công nhân không nhỉ? Không. Bởi vì họ trồng những cái vụ mùa khác nhau mà. Thì chắc chắn họ phải là farmers. Không nào? Chắc chắn họ phải là người nông, nông dân. Vậy chỗ này các con chọn cho cô là từ farmers. Farmers. Rồi, được chưa? Như vậy, trong phần này các con phải chắc chắn là phải chọn cho cô là farmers. Vậy, number 6, the Thai are good. Farmer, they grow different crops. Ok. Now, number 7. Five color rice is made using roots and leaves. À, chỗ này sao nhỉ? Stick, this sticky, delicious. Cái từ này là từ delicious nha các con. Delicious. Delicious. Cái từ này là từ delicious. Vậy thì chỗ này chúng ta dùng cái gì? À, cái gì mà ngũ sắc con? À, đó là xôi ngũ sắc. Không nào? Xôi ngũ sắc được làm bằng cái rễ cây và làm gì? Bằng cái lá. Được chưa? Người ta sử dụng những cái này, người ta làm cái xôi ngũ sắc, nấu cái món xôi ngũ sắc. Vậy xôi thì chúng ta sẽ có cái từ là sticky rice. Như vậy five color sticky rice. Rồi, ok. Được chưa nào? Như vậy chúng ta nắm rõ chưa? Rồi, ok. Now go on. Go in a special musical. Go in a special musical. That's image of the meter of brass, gold, silver and bronze. Gone in a special musical. That's image of the meter of brass. Gold là một trong những cái dụng cụ cái gì âm nhạc đặc biệt mà nó được pha lẫn làm trộn với vàng, bạc và đồng. Vậy thì chỗ này chúng ta thấy là gòn này chính là cái dụng cụ âm nhạc của người dân, dân tộc. Vậy dụng cụ âm nhạc chúng ta sẽ có từ an instrument. Như vậy dụng cụ âm nhạc các con sẽ có an instrument. Được chưa? An instrument. Rồi, nắm được chưa? Ok. Now, ok. Now look at this. Now, two the words having the underlined letter pronounced differently.
Người ta yêu cầu chúng ta làm sao? Chọn những cái từ gạch chân mà có cách phát âm khác. Now, A, wanted. B, later. C, race. D, listen. Vậy thì trong trường hợp này các con sẽ chọn từ nào? Các con sẽ chọn từ nào cho cô? Hả? Later. Wanted. Đúng không? Later. Wanted. Race. Listen. Vậy thì chúng ta sẽ có từ là wanted. Được chưa? Now, lamps, mint, pants, book. À, trong trường hợp này các con sẽ dùng cho cô là pants. Pants. Được chưa? Now, my dad doesn't mind. My mom from work every day. My dad doesn't mind. My mom from work every day. Bố của tôi không quan tâm cái gì mẹ của tôi từ công việc mỗi ngày. À, vậy thì chỗ này chúng ta sẽ dùng gì? Các em lưu ý cho cô, sau động từ doesn't mind, sau động từ doesn't mind, tức là chỗ này cô sẽ có là chủ ngữ cộng cho mind. Đúng nào? Thì sau nó cô sẽ cộng cho verb thêm in. À, và các em để ý cho cô nào. Now number 3. My dad doesn't mind. My mom from work every day. Pick up, pick, picking up, pick up. Vậy thì trong trường hợp này các con sẽ dùng như thế nào đây? Áp dụng công thức cho cô, chủ ngữ cộng my cộng verb thêm in. Vậy thì động từ nào, biết nào có verb in các con? À, see. Đúng rồi, theo sau nó là một verb thêm in. Như vậy chúng ta sẽ chọn là picking up. Picking up. Ok. Now go on. Now number 4. Number 4. Now number 4. Of your sister is studying in Australia. Now, of your sister is studying in Australia. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ dùng cái từ hỏi gì? Nào, dùng từ hỏi gì để chúng ta điền? À, chỗ này sao nhỉ? Chị gái của bạn, phải không? Đang học, ai là chị gái của bạn? Đang học tại trường Úc, phải không nào? Phải không nào? Vậy thì chỗ này, bởi vì là người cho nên các con dùng cho cô là who. Who of your sister? Chị gái nào thì đang học tại một trường ở Úc? Được chưa nào? Vậy thì chúng ta có là who of your sister is, sorry, who of your sister is studying Australia? Ok, now number 5. The USA is a country with other 80s ethnic groups. À, vậy thì chỗ này chúng ta chỉ để multicultural, bilingual, rich ethnic. Vậy trong trường hợp này các con sẽ dùng từ gì để điền vào? Các con sẽ dùng cái từ gì để điền vào các con? À, chúng ta thấy Mỹ là sao? Nó là một trong những cái quốc gia đa văn hóa với hơn 80 dân tộc thiểu số. Phải không nào? Với hơn 80 dân tộc thiểu số. Vậy thì đa văn hóa, multicultural, các con sẽ dùng là multicultural. Now, the US is a multicultural country with over 80 ethnic groups. Mỹ là một quốc gia đa văn hóa với hơn 80 dân tộc thiểu số. Right, nắm được chưa? Now go on. Number 6. A train can be pulled down and transport under gear. Now, more easily, easier as easily. Now, cái lều này có thể
hạ xuống, dựng lên và hạ xuống, hoặc là cái lều này có thể như thế nào, hạ xuống và di chuyển. Sau đấy, trong trường hợp này ta nói sau đấy, ở trên cái lều này có thể được hạ xuống dễ dàng và di chuyển, vận chuyển hơn là một cái cũng là cái lều, cái từ ghe này cũng là cái lều. Vậy thì trường hợp này chúng ta sẽ dùng đây là gì đây? Đây là so sánh gì? Chúng ta sẽ dùng so sánh gì các con? Đây là so sánh hơn đối với tính từ. Như vậy chúng ta là a train can be more easily pulled down and transported than a guest. Vậy các con dùng cho cô là A. Được chưa? A train can be more easily pulled down and transported than a guest. Ok. Rồi. Rồi, như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Now. Go on. Now, number 7. Does she fancy a book to the younger children? Cô nhắc lại nha. Cũng giống như động từ mind, động từ like, thì sau nó cô cũng cộng cho một verb thêm in. Vậy thì sau fancy, cô có chủ ngữ nè, cộng fancy nè, thì sau nó cô cũng cộng cho một verb thêm in. Cô nhắc lại, sau fancy cô cộng cho một verb thêm in. Vậy thì lúc này cô sẽ cộng như thế nào? Does she fancy? Người ta cho là read, reading to read, read. Vậy trong trường hợp này các con sẽ cộng cho cô là so fancy là một verb thêm in. Nắm rõ chưa? So fancy là một verb thêm in. Ok. Now number 8. Number 8. Now, she prefers to wear kids' clothes and she wears uniform when she goes to school. Now, the. Vậy thì chúng ta nói sao? Cô ấy thích mặc đồ của người kinh và cô ấy thích mặc đồng phục khi đến trường. Vậy thì quần áo của người kinh thì chúng ta thấy là nó đã xác định chưa? Quần áo của người kinh các con thấy đã xác định chưa nhỉ? Quần áo của người kinh đã chỉ định rồi. Chúng ta thấy xác định rồi. Cho nên chỗ này chắc chắn là con phải dùng mạo từ gì? The. Và thích mặc đồng phục khi đến trường. Vậy thì chỗ này con phải dùng đáp án nào? Đồng phục thì người ta không có nói là đồng phục như thế nào, không nói rõ, người ta chỉ nói chung chung là đồng phục thôi. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ dùng đáp án là C. Đầu tiên xác định rồi, đồng phục của người kinh xác định rồi, cho nên ta dùng mạo từ the. Và ở phía sau mặc đồng phục này chưa có xác định, chỉ nói là mặc đồng phục thôi, nói chung chung thôi, cho nên chúng ta sẽ dùng đáp án là Vậy thì ta chọn tổng quát là C. Được chưa nào? Ok. Now go on. Go on. Among the Chinese people have the largest population. Và người ta cho là groups, ethnic minorities, majority ethnic countries. Nào, vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Giữa cái gì? Người Tây thì luôn có cái dân số đông nhất. Phải nào? Người Tây luôn có cái dân số đông nhất. Vậy thì chỗ này các con sẽ chọn cái gì nhỉ? Đây là nhóm. Đây là nhóm. Đây là giữa những cái số ít với dân tộc thiểu số. Không, này là đa số. Với này là văn hóa. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ làm gì? Giữa cái nhóm người dân tộc thiểu số thì dân tộc Tây có cái số dân đông nhất. Vậy thì chỗ này các con sẽ dùng cho cô là ethnic minority. Cô nhắc lại, among the ethnic minority, the Chinese people have the largest population.
Right. Okay. Number 10. Now again. Now. Ở đây chúng ta thấy là Ray detects so early in the morning. Ray detects so early in the morning. Sau động từ detect. Sau động từ detect cô cộng cho cái gì các con? Sau động từ detect ta cộng cho một verb thêm in. Phải chứ nào? Sau động từ detect. Đây, detect. Sau động từ detect cô cộng cho một verb thêm in. Các em ghi chú những cái điểm ngữ pháp cô ghi bên tay phải của cô. Vậy thì chỗ này chúng ta người ta cho là getting up, rồi get up, rồi to get up, rồi get up. Vậy thì trong trường hợp này các con sẽ chọn đáp án cho cô là getting up. Đúng nào? Chỗ này các em sẽ chọn là getting up. Vì sau nó là một cái verb thêm in. Vậy thì con chọn cho cô là getting up. Getting up. Được chưa nào? Chúng ta sẽ chọn đáp án A là getting up. Okay. Now look at this. Nào các em nhìn lên bảng cho cô. Nào chúng ta cùng nhìn lên bảng nha. Now, number one. What do most ethnic peoples in Vietnam live on? Now, what do most ethnic people in Vietnam live on? A. Hunting. B. Rice farming. C. Fishing. D. Weaving. Now, okay. A. Phần lớn những người dân tộc thiểu số sống ở Việt Nam dựa bằng làm cái gì? Sống dựa bằng cái gì? Sống dựa bằng cái gì? Ở đây tức là họ sống bằng cái nghề gì ấy? Phải chưa nào? Họ dựa vào cái nghề gì để mà họ kiếm sống? Ta hiểu chưa? Vậy thì what do most ethnic people in Vietnam live on? Phần lớn người dân tộc thiểu số này họ sống dựa vào cái gì? Now, A. Hunting, săn bắn. Rice farming là gì? Làm lúa. Fishing, câu cá. Và dệt vải. Vậy thì chúng ta thấy là phần lớn họ đều làm nông, phải không nào? Vậy thì cái từ làm nông, làm lúa thì chúng ta có từ gì? Rice farming. Được chưa nào? Rồi. Phần nào yếu tố về từ vựng thì cô sẽ giải thích phần từ vựng. Phần nào yếu tố có điểm ngữ pháp cần đề cập thì cô sẽ giải thích cái phần ngữ pháp. Và chúng ta lưu ý. Now, number two. People in some mountainous regions still keep their ways of life. Now, people in some mountainous regions still keep their ways of life. Mọi người sống ở vùng miền núi thì vẫn còn giữ cái gì? Cái nếp sống gì? Cái nếp sống như thế nào? Now, A. Modern. B. Traditional. C. Developed. D. Rich. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Mọi người sống ở cái vùng miền núi hiện nay họ vẫn còn giữ cái nếp sống gì đây? Truyền thống. Không nào? Vậy thì chỗ này các con dùng cho cô là traditional. Nếp sống truyền thống. Phải chưa? Họ đâu có sống cái cuộc sống hiện đại được vì họ sống ở những vùng nó quá xa đi. Phải chưa? Cho nên chúng ta dùng cho cô là traditional. Traditional. Okay. Number three. Number C. She had to get up. She had to get up. Than a to beat apple. Cô nhắc lại một lần nữa. Hồi nãy cô đã nhắc rồi. Bây giờ cô nhắc lại. Trong phần này chúng ta bắt gặp về so sánh hơn. Cô nhắc lại nha. Điểm ngữ pháp số 9 nè. So sánh hơn. So sánh hơn. Không, hồi nãy chúng ta là đối với tính từ dài thì cô có chủ ngữ cộng động từ cộng mo nè. Phải chưa? Cộng cho tính từ dài. Tính từ dài hoặc là trạng từ dài. Tính từ dài hoặc là trạng từ dài. Đúng chưa? Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Cô ấy phải thức dậy sớm hơn chúng tôi để nhặt những quả táo. Và người ta cho là more early
more laterly, more earlier và more later. Đây là tính từ dài. Và thì tính từ ngắn chúng ta có là chủ ngữ cộng động từ cộng gì nào? À, tính từ hoặc là trạng từ và có cộng cái đuôi nó là gì? Er. Tất nhiên là so sánh hơn, bao giờ cũng có cái từ than. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Cô ấy, cô ấy phải dậy, có cái từ nè, phải dậy sớm hơn. Vậy cái từ trễ hơn là chúng ta bỏ đi nè, chúng ta không dùng nè. Vậy chúng ta loại trừ B nè, chúng ta loại trừ later nè. Vậy thì chỉ còn hai đáp án này thôi, more early và earlier. Vậy thì các con sẽ chọn đáp án nào? Các con làm cái phương pháp loại trừ. Cô ấy phải dậy sớm hơn. Vậy thì chúng ta dùng là more early. Phải chưa? Chúng ta, cô ấy phải dậy sớm hơn chúng tôi để nhặt những quả táo. Rồi, number four. Minority is the opposite of. Now, minority is the opposite of. Cái từ minority thì đối nghĩa với từ nó là gì? Đối nghĩa với từ đó là gì các con? Minority đối nghĩa với cái từ đó là majority. Đối nghĩa với từ minority là majority. Ok? Good. Thank you. Ok, now go on. Go on. Now, number five. I like running around the fields and collecting honey from. I like running around the fields and collecting honey from. Now, A, street marker. B, potter. C, group. D, behind. Now, vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Tôi thích chạy xung quanh cánh đồng và thu nhặt những cái mật ong. Thu nhặt mật ong từ đâu nhỉ? Mật ong là phải từ đâu nhỉ? Từ cái tổ ong phải không các con? Đúng không nào? Vậy thì trường hợp từ nào sẽ là từ tổ ong nào? Đáp án đi. Đi là tổ ong. Phải chưa? Vậy thì lúc này các con sẽ chọn cho cô là đáp án đi là tổ ong. Được chưa? Tổ ong. Now, guess. Go on. Number six. Now, optimism is the principal of your school. Now, optimism is the principal of your school. Who, what, with, whose? Who, what, with, whose? Hai người đàn ông. Không. Và ai là hiệu trưởng của trường của con, của bạn? Vậy thì ai là hiệu trưởng? Một trong hai người đàn ông này thì ai là hiệu trưởng? Vậy thì để về chỉ người thì các con phải dùng gì? Chúng ta chỉ người nào thì ta sẽ dùng gì? Ta dùng who. Đúng nào? Vậy thì who of two men is the principal of your school? Hai người đàn ông, ai là hiệu trưởng trường của con? Được chưa nào? Ok. Now number seven. Number seven. Now, you can taste some specialties of local people serve at this market and you will have an unforgettable time. Vậy giờ đây chúng ta sẽ nói sao? You can taste some specialties of local people serve at this market and you will have an unforgettable time. Vậy trường hợp này các con sẽ dùng từ gì nào? Chúng ta sẽ dùng từ gì các con? Ta chọn cái gì nhỉ? Lúc này chúng ta sẽ chọn đáp án nào nhỉ? You can trace some specialty of the local, dân địa phương. Dân địa phương là ở đây rồi. Không nào? Bạn có thể thưởng thức những cái món đặc biệt, không? Những cái thứ đặc biệt. Phải chưa? Của người dân địa phương được bán trong cái ngôi chợ này. Vậy thì chỗ này con phải dùng mạo từ là the.
Phải chưa nào? Và and you will have a unforgettable. Và đây là thời gian mà bạn không thể nào quên được. Vậy thì chúng ta sẽ dùng đáp án là A. Đúng chưa? Các con sẽ dùng đáp án là A. Ta dùng đầu tiên là the. Vì xác định là dân ở đâu nè, dân địa phương này nè. Xác định rồi cho nên con dùng mạo từ the cho cô. Và câu kế tiếp chúng ta sẽ dùng an. Và chúng ta sẽ dùng đáp án như thế. Chúng ta nắm được chưa? Nãy giờ cái mạo từ chúng ta ôm liên tục qua lại rồi phải không nào? Rồi, tiếp tục. Nào, number 8. Number 8. Nào, các con nhìn xem. Is the abbreviation of the word lobs. Nào, cái từ lobs, lobs là từ lobs, lobs là gì nhỉ? Hả? Từ lobs đó chính là gì? Trong cái viết tắt thì từ lobs đó tức là gì? Tức là lớn hơn 4, lớn hơn 3 hay là nhỏ hơn 3? Từ lobs đó trong cái viết tắt, những cái từ viết tắt mà chúng ta đã học bài trước á, từ lobs đó tức là nhỏ hơn 3. Phải không nào? Nhỏ hơn 3 thì chúng ta sẽ có từ lobs. Nhỏ hơn 3 thì các em sẽ có từ lobs cho cô. Now okay. Now go on. Okay. Good. Now, number 9. Like it has because people have to move a lot. Like it has because people have to move a lot. A. Nomads. B. Nomadic. C. Country. D. Illness. Now. Cái cuộc sống nào mà rất khó khăn bởi vì người ta phải di chuyển nhiều. Ở bài trước cô giải thích các con rồi. Cái cuộc sống mà hôm nay ở đây, mai ở đó. Và họ luôn luôn đi tìm những cái gì mà cái đồng cỏ phải không? Cái nơi mà có thức ăn cho đàn gia súc của họ. Thì như vậy những người này cô gọi là cuộc sống du mục. Cuộc sống du mục này họ sống ở đâu? Họ sống ở đâu nhỉ? Họ sống ở những nơi có những cái đồng cỏ. Thấy chưa? Vậy thì cô nói sao? Nomads là một noun. Vậy thì cô phải dùng là gì? Nomadic. Đúng không? Nomadic. Vì nó là tính từ thì phải đứng trước danh từ. Nomadic life has because people have to move a lot. Nào, cuộc sống du mục rất là khó khăn bởi vì mọi người phải di chuyển rất là nhiều. Rồi, ok. Number 10. I'm sure you will love this new cartoon. Tôi tin rằng bạn sẽ thích cái bản tin hoạt hình này. Vậy thì cái bộ phim hoạt hình này. Sorry, I'm sure you will love this new cartoon. Tôi tin rằng bạn sẽ thích bộ phim hoạt hình này. Vậy thì bạn này thích thì mình nói sao? How interesting, thú vị quá. That's awesome, tuyệt vời. Không, chúng tôi không thích. Yes, it's right up my street. Đó là cái gu của tôi. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Chúng ta sẽ chọn là D. Đó là cái gu của tôi. Không nào? Yes, it's right up my street. Yes, it's right up my street. Now. Now. Okay, sis. Okay, now. Look at this. To the best answer and to complete each sentence. Minority is the opposite A. Minority. Cái từ đối nghĩa với minority chính là majority. Như vậy chúng ta sẽ chọn là majority. Được chưa nào? Ok, number 2. I like running around the fields and collecting honey from. Tôi chạy xung quanh cánh đồng và thu nhặt những cái mật ong từ đâu nha? Tất nhiên là từ cái tổ ong rồi. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là D.
Now, number 3. She had to get up. She had to get up. À, cô ấy phải thức dậy sớm hơn chúng tôi để nhặt những cái quả táo. Vậy chúng ta sẽ dùng là more early. Không nào? Rồi. Either abbreviation of the words. À, như vậy chúng ta mấy cái từ mà viết tắt á ha, từ lớp thì chúng ta sẽ chọn là gì? Lớp là nhỏ hơn hơn 3. Ở trên nào? Lớp chúng ta thấy là nhỏ hơn 3. Rồi, ok. Now number 5. Number 5. À, hai người đàn ông ai là hiệu trưởng của trường bạn? Thì như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng gì? Các con sẽ dùng gì cho cô nào? À, các con dùng cho cô là who. Who. Đúng không nào? Hai người đàn ông và chỉ người. Chỉ người thì ở đây các con sẽ dùng cho cô là who. Chỉ người cho nên các con sẽ dùng cho cô là who. Now number 6. Number 6. What do most ethnic people in Vietnam live on? À, người dân tộc thiểu số thì họ sống dựa vào cái gì? Thì tất nhiên là họ sống dựa vào gì? Rice, rice gì? Rice farming. À, nghề làm lúa, nghề làm lúa. Phải không nào? Chủ yếu là họ làm lúa. Now, number 7. Like it has become people have to move a lot. À, như vậy chúng ta thấy là cuộc sống du mục rất là khó khăn bởi vì họ phải di chuyển nhiều nơi. Vậy chúng ta có từ du mục là nomadic. Không nào? Nomadic. Vậy thì cô nói là nomadic life it has because people have to move a lot. Now, number 8. Number 8. People in some marginal region still keep their ways of life. À, mọi người mà sống ở trên vùng núi thì họ vẫn giữ cái nếp sống gì? Traditional. Their traditional ways of life. Được chứ nào? Như vậy chúng ta sẽ chọn là traditional. Now, you can take some specialties of local people so at this market and you will have an unforgettable time. Vậy thì chỗ này các con sẽ chọn cho cô đáp án là Được chứ nào? You can take some specialties of the local people so at this market and you will have an unforgettable time. Yes, okay. Now, go on. Now, okay. I'm sure you'll love this new cartoon. How interesting. No, we can't. That's awesome. Yes, it's right off my dress. Ok, tôi tin rằng là bạn thích cái bộ phim hoạt hình mới này. Thì câu trả lời là yes, it's right off my street. Yes, it's right off my street. Vâng, đó là cái gu của tôi đấy. Vậy thì chúng ta dùng đáp án là D. Ok. Now ok, to the words whose underlined parts pronounced differently. Now, to the words. À, chúng ta tìm những cái từ khác ở dưới cái từ gạch chân này. Không, ở chỗ này là chúng ta gạch chân cái từ major nè, better nè, braver nè, bracelet nè. Không nào? Vậy thì chúng ta thấy cái từ nào khác nè? Major, better, braver, bracelet. Như vậy chúng ta thấy chữ này cô đọc khác, không nào? Better. Now, detest, ceremony, ethnology, represent. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Ta sẽ chọn đáp án nào con? À, chúng ta nghe lại nha. Vậy thì trường hợp này các con sẽ chọn đáp án nào? À, trường hợp này các con sẽ chọn là detest. Vì chúng ta đọc âm y. Không nào? Chúng ta đọc âm y. Còn lại là chúng ta sẽ đọc âm e. Ceremony, ethnic. Không? Represent. Này đọc âm y. Ok. Now, go on. Go on. Number one, can make you relax. You enjoy them in your free time. Now, can make you relax. You enjoy them in your free time. À, vậy thì chỗ này con dùng cái gì? Có thể làm cho bạn thư giãn.
thì bạn sao? Bạn thích chúng trong cái thời gian rảnh rỗi của mình. Vậy cái gì làm cho mình thư giãn nào? Hả? Cái gì làm cho mình thư giãn nào? Cái gì làm cho các con thư giãn nào các con? À, đó là những cái hoạt động giải trí. Không nào? Vậy thì cô có leisure activity. Leisure activity. Leisure activity can make you relax. You enjoy them in your free time. Hoạt động giải trí có thể làm cho bạn thư giãn và bạn thích chúng trong cái thời gian rỗi của mình. Phải chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là leisure activity. Được chưa? Now, okay. Go on. Now. Now, number two. Number two. Since it's always on something nice and cute, even tall, they are useless. Now, since it's always on something nice and cute, even tall, they are useless. Addicted, interested, hot, fallen. Now, cô ấy thì luôn luôn quan tâm đến một cái thứ gì đẹp và rất là cute, rất là dễ thương, và thậm chí là chúng nhiều khi cái đó chúng không có sử dụng được nữa, nhưng mà cô ấy vẫn thích những cái thứ, cái loại đó mang tính na ná như bánh bèo của con gái đó các con ạ. Vậy thì chỗ này các con sẽ dùng từ gì? Nào, chúng ta sẽ dùng từ gì? Cô nhắc lại nè, cô nhắc lại, chúng ta có cái cụm từ nè, ta có cái cụm từ này nè các con. To be hooked on. Được chưa? Là quan tâm thích thú. Chúng ta sẽ có to be hooked on. Là quan tâm thích thú, dạng giống như là thích lắm, thích nhiều lắm. Chúng ta sẽ có cụm từ này. Và cái cụm từ to be in this thì nó đi với giới từ là in. Vậy trường hợp này người ta cho giới từ là gì? Trường hợp này người ta cho giới từ là gì các con? Trường hợp gì chỗ này sao? Đây, on. Phải chưa nào? Người ta cho on. Trường hợp này là she's on way, xong người ta cho on. Vậy thì chúng ta đối chiếu nè. Chắc chắn là chúng ta sẽ dùng là to be hooked on. Phải chưa? Vậy thì ở đây các con sẽ chọn C. Được chưa? Vì to be hooked đi với giới từ là on. To be hooked đi với giới từ là on. Right, okay. Now, number three. Number three. Now, number three. My wife doesn't mind the washing up. Doing this. Như hồi nãy cô vừa mới nói rồi, sau động từ my, đúng không? Cô vừa mới nhắc lại trong cái điểm ngữ pháp vừa rồi, điểm ngữ pháp số 6 đấy. À, sau my chúng ta sẽ cộng cho một verb thêm in. Phải chưa? Vậy trường hợp này các con sẽ cộng cho cô là gì? See. Phải chưa? Sau my nè là một verb thêm in. Vậy do này cô thêm in là doing. Được chưa? Sau my cộng một verb thêm in. Now number 4. Number 4. Amongst ethnic minority the audio groups has the smallest population. À, giữa cái gì? Người dân tộc thiểu số này thì cái dân tộc Odoo này có cái nhóm dân số ít nhất, có dân số ít nhất. À, như vậy chỗ này con phải dùng gì? À, cô nói rồi, giống như những câu trước phải không? Giữa những người dân tộc thiểu số này thì dân tộc Odoo là dân tộc có cái dân số thấp nhất. Vậy thì trường hợp này chúng ta sẽ dùng cái gì? Chúng ta sẽ dùng cái gì điền? Thì nha. Among. Đi đúng không? Đi. Ethnic minorities. Giữa cái nhóm dân tộc thiểu số này phải không nào? Thì dân tộc Odoo có nhóm dân số thấp nhất. Ok, now number 5. We come there. Chúng tôi đến đây. Not for money, không phải vì tiền. We come there not for money. Chúng tôi đến đây không phải vì tiền. Thì nói sao? Nói sao nhỉ các con? Chỗ này chúng ta sẽ dùng đáp án là đây. Just for.
Không nào, cái này là viết tắt của từ just for. We come there just for, not for money. Chúng tôi đến đây không phải chỉ vì tiền. Vậy thì chỗ này các con sẽ dùng cho câu đáp án B là just for. Just for. Rồi, nắm được chưa? Just for. Okay, number 6. A dog watching the sunset, my uncle A. Now, a dog. A dog là thích xem khi mặt trời lặn. Thích xem mặt trời lặn. Vậy thì chú của tôi thì lại thích xem cái lúc mà mặt trời lặn ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Ai thích xem? Không nào? Bởi vì câu trả lời là my uncle A, là chú của tôi. Vậy thì trường hợp này các con sẽ dùng cho cô là who. Không? Như vậy ta nói là who adore watching the sunset. Vậy thì chúng ta sẽ chọn là who. Rồi, who. Ok. Vậy thì lúc này các con sẽ điền cho cô là who. Đó. Number 7. It's so great, I love pies. À, nó nghe có tuyệt vời đấy. Tôi sẽ mua nó. I love pies. Now, how do you feel about the online game? I always wear my books at this bookshop. I have a post this book. Check out this book. This is the news of Murakami. Now, nghe có vẻ hay đấy, tôi sẽ mua nó. Thế thì chỗ này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? How do you feel about the online game? Bạn nghĩ như thế nào về cái game online này? Phải chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ dùng đáp án A. Bạn nghĩ như thế nào về cái game online này? Chúng ta sẽ dùng là A. How do you feel about the online game? Now, okay. Now number 8. Number 8. Tom was than any other people in the factory. Tom làm việc gì đó hơn những cái người khác ở trong cái nhà máy này. Vậy thì sao? Như vậy thì sao? Ở đây chúng ta lại bắt gặp so sánh hơn. Đúng nào? So sánh hơn đối với cái từ hạn. So sánh hơn. Vậy thì chúng ta sẽ xem thử nó thuộc là tính từ ngắn hay là tính từ dài. À, như này khúc trên cô đã đề cập rồi. So sánh hơn, H là tính từ mà chúng ta chỉ có thể đọc có một vần thôi. Phải chưa? Thì nó thuộc gọi là tính từ ngắn. Như vậy chúng ta thấy nó thuộc loại là tính từ ngắn. Vậy thì tính từ ngắn ở đây các em sẽ dùng gì? À, các em sẽ dùng chủ ngữ cộng động từ cộng tính từ và chúng ta sẽ thêm chữ er vô. Như vậy, Tom was harder. Vậy thì các con dùng cho cô từ harder. Không nào? Tom was harder than any other people in the factory. So sánh hơn đối với tính từ ngắn là tính từ cộng cho chữ er. Được chưa nào? Tính từ cộng cho chữ er. Vậy chúng ta nắm được chưa? Ok. Ok, 8. Nào, chúng ta nhìn lên trên đây. À, chúng ta chọn những cái từ mà nó có cách phát âm khác. Được chưa nào? Rồi, các con nhìn xem. Các con sẽ chọn những cái từ mà nó có cách phát âm khác. Vậy thì những cái từ mà có cách phát âm khác là những từ nào? Rồi các con nhìn xem. Laser. Ở nào? Elemental. Terrace. Terrestrial. Vậy thì chúng ta xem những cái từ mà những cái âm e nó gạch chân nè. Âm e nó gạch chân nè. Ở chưa nào? Vậy thì trong trường hợp này con sẽ chọn đáp án nào? Nào, các em nghe cô đọc lại một lần nữa và chúng ta sẽ coi và chúng ta sẽ chọn nha. Ok. Laser. Elements. Terrestrial.
Vậy thì con sẽ chọn đáp án nào các con? Trong trường hợp này con sẽ chọn đáp án nào? À, laser thì cô đọc là âm E. Phải chưa nào? Mà Charles cô đọc là âm E. Mà heuristic cô cũng đọc là âm E. Chỉ có element. Như vậy cô sẽ chọn đáp án là B. Cô sẽ chọn đáp án là B. Nào tiếp tục nha. Grassland, pasture, vast, bần. Vậy thì trong trường hợp này cô sẽ dùng cái gì? Cô sẽ chọn từ nào? Grassland, pasture, vast và bần. Vậy thì cô sẽ dùng từ nào? À, các em lắng nghe cô đọc một lần nữa và chúng ta sẽ chọn nhé. Grasslands, pasture, vast, bần. Vậy trong trường hợp này con sẽ dùng cái từ nào? À, cái từ grassland cô đọc là âm A. Past cô cũng đọc là âm A. Vast cô cũng đọc là âm A. Chỉ có pen cô đọc là âm A, E. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là pen. Được chưa nào? Nào, go on. Chúng ta tiếp tục nha. Các con tiếp tục cho cô. Now, okay. Now, they are interesting recreation that city children can hardly enjoy, such as riding a horse, surfing the net, playing computer game, flying a kite, shopping. Okay. Nào, như vậy chúng ta thấy là có nhiều những cái nơi giải trí ở trong thành phố, phải không nào? Mà trẻ con hầu như thích, phải không nào? Vậy thì trẻ con thích như thế nào nhỉ? À, they are interesting recreation that city children can hardly enjoy, such as riding a horse. Như vậy, ở trong thành phố thì có được cưỡi ngựa giống như ở nông thôn các con? À, không có được cưỡi ngựa, phải chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái từ gì để điền vào nè? Chúng ta thấy là gì? Ở thành phố thì không được cưỡi ngựa, phải không nào? Như là cưỡi ngựa và gì? Thả diều. Phải nào? Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là C, thả diều. Cái này các em đính chính lại cho cô này. Đây là fly in a kite. Fly in a kite. Cái này là từ fly in a kite. Fly in a kite. Được chưa? Thả diều. Và chúng ta thấy là hầu như là họ không có được cưỡi ngựa và không có được thả diều. Và ở thành phố thì đất đai rồi nó chật hẹp, nhà cửa nó san sát nhau, phải không các con? Rồi, number two. Now number two. See on way to something nice and cute even though they are useless. See on way. Vậy thì chúng ta sẽ dùng từ gì? Cái này là các con sẽ dùng cho cô là, cái này người ta cho giới từ là on đấy. Tính chính lại cho cô giới từ là on. Vậy see is on way gì các con? See on way hooked. Vậy thì con phải chọn đáp án là hooked. To be hooked on. Quan tâm đến một cái vấn đề gì đó. To be hooked on. Phải chứ nào? Như vậy chúng ta sẽ có là to be hooked on. Quan tâm, có như là để ý, phải không? Về cái vấn đề gì đó. Như vậy chúng ta sẽ có cụm từ là to be hooked on. Nào. Nào, go on. Now, number three. My wife detests the washing up. Như hồi nãy cô đã giải thích rồi. Sau động từ detest chúng ta sẽ cộng cho một gì? Nào, các con. Sau động từ detest cô cộng cho cái gì? Cô có chủ ngữ cộng động từ detest. Cộng verb thêm in. Cộng verb thêm in. Phải chứ nào? Vậy thì sau động từ detest này cô cộng cho một verb thêm in. Vậy thì trường hợp my wife detest, chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Đúng rồi. Doing the washing up. Vậy thì chỗ này các con sẽ là C. Phải chứ nào? Ok, number 4. Where gifts I sent you last week. Nào, chỗ này các con dùng gì? Chúng ta lại bắt gặp lại cái câu mà cách dùng của mạo từ a, an và the. Nào, vậy thì trường hợp này các con sẽ dùng cái gì cho cô? Nào, các con đọc kỹ đề bài cho cô.
Where's Gip? I will send you last week. Nào, chỗ này các con sẽ dùng cái từ gì để các con điền nè? Nào, who can? À, đúng rồi. Chỗ này các con sẽ dùng gì? Đúng rồi, the. À, cái món quà này ở đâu mà tôi đã gửi cho bạn vào tuần vừa rồi? Như vậy cái món quà này nó đã xác định rồi phải không các con? Như vậy lúc này chúng ta sẽ dùng mạo từ là the. Where's the gift I sent you last week? Vậy các con dùng cho cô là mạo từ the. Các con dùng cho cô là mạo từ the. Ok. Now go on. Number 5. Now, Liz, we are going to a cultural event. Would you like to join in? À, Liz, chúng tôi sẽ đi dự sự kiện vào ngày mai, bạn đi với chúng tôi chứ? À, vào ngày mai thì chúng ta có từ viết tắt là tomorrow, có nghĩa là tomorrow. À, chúng ta nắm được chưa? Now, okay. Go on. Now. Number 6. Will the Thai festival be closed next month? Will the Thai festival be closed next month? Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ dùng từ gì? Hả? À, sẽ tham gia lễ hội. Không nào? À, sẽ be closed, sẽ được đóng. Có nghĩa cái lễ hội này sẽ kết thúc á. À, sẽ được đóng cửa vào thời gian nào? Và câu trả lời là next month. À, câu trả lời về thời gian next month. Vậy thì câu hỏi chúng ta phải dùng question là gì? À, là when, đúng không? À, khi nào thì cái lễ hội Thái sẽ kết thúc? À, vào tháng tới. Như vậy chúng ta có từ là next month, câu trả lời next month. Và câu chọn chúng ta là đáp án D, when. Now number 7. Yeah, it's so green and lush. It's so green and lush. À, quá xanh đi, màu xanh ồ. Trời thì xanh và rộng không? Và rộng lớn. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Look at this buffalo. It's so big, beautiful. The paddy field is beautiful. Now, A, look at this buffalo. It's so big. B, the paddy field is beautiful. C, I never gone to a rural village coming this summer Eve. Nào, vậy thì chỗ này các con sẽ chọn đáp án nào? Các con sẽ chọn đáp án nào các con? Hả? À, xanh và rộng. À, trời, trời lúc này đang xanh và rộng quá nhỉ. Vậy thì chỗ này con sẽ dùng cái gì nhỉ? Con sẽ dùng cái gì các con? Hả? À, chỗ này con sẽ dùng là gì? Cánh đồng thì đẹp quá. Phải không nào? Phải không? Chúng ta phải nói là the paddy field is beautiful. Cánh đồng thì đẹp. Phải chưa? À, chúng ta nói là cánh đồng này thì đẹp. Yeah, it's so green and lush. Phải chưa nào? The paddy field is beautiful. Yeah, it's so green and lush. Nào, cô nhắc lại. Chúng ta sẽ chọn đáp án là B. The paddy field is beautiful. Yes, it's so green and lush. Được chưa nào? Ok. Rồi, chúng ta nắm được chưa? Rồi, you can check now. Chúng ta có thể chép và bỏ vào và vỡ cho cô. Now, number 8. We arrived than any other guests at the party last night. A, early. B, earlier. More early. More early. Như vậy chỗ này chúng ta dùng sao? À, chúng tôi đến. Đến sao nhỉ? Đến sớm hơn những người khách không? Tại bữa tiệc vào tối hôm qua. Vậy thì đến sớm hơn. Vậy thì chỗ này chúng ta lại bắt gặp so sánh, phải không nào? Đối với trạng từ đến sớm hơn. Sớm hơn. Sớm hơn, nhưng mà ta có từ early thì chúng ta sẽ dùng sao nào? Nó cũng thuộc là trạng từ ngắn ấy. Vậy thì con phải dùng sao nhỉ? À, chúng ta sẽ thêm đuôi gì? Chuyển y dài và y ngắn và thêm chữ gì? Er. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ chọn đáp án là earlier, đúng không?
Con chuyển y dài thành y ngắn và con thêm chữ er cho cô. Được chưa nào? Okay, now look at this. We like playing games, reading books. We like playing games, reading books. Now, người ta cho là than. Rồi to more. Better than. Vậy thì trường hợp này chúng ta sẽ nói sao? Nào, các con nhìn vô. Vậy thì trường hợp này chúng ta sẽ làm sao? Trường hợp này các con làm sao nhỉ? Nào. À, câu này người ta cho than, rồi to, rồi more, rồi better than. Chúng tôi thích chơi game hơn là đọc sách. À, các em lưu ý cái chỗ này có chữ gì? Better than. Như vậy, we like playing games better than reading books. Ở chỗ này chúng ta sẽ chọn là so sánh hơn. Phải không? Bất quy tắc. So sánh hơn mà bất quy tắc. Vậy cái từ này là từ better. Các con thêm chữ bờ vào trước chữ này cho cô nha. Cái từ này là từ better. So sánh hơn. Không? Và đây là cái tính từ bất quy tắc. Cho nên là các con phải học thuộc lòng rồi. Bữa trước cô đã cho trên tiết trước rồi. Rồi. Now number 2. Of your two sister is studying. Of your two sister is studying in Australia. Now. À, trong hai người chị gái ai là học ở Úc? Trong hai người chị gái. Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ dùng là gì? Chỉ người. À, chỉ người các con sẽ dùng cho cô là who. Được chưa nào? Chỉ người các con sẽ dùng cho cô là who. Now, okay. Now number 3. Most ethnic minority people are good farmers. Now, chúng ta sẽ có cụm từ gì? Phần lớn người dân tộc thiểu số thì sao nhỉ? Thì giỏi về làm nông. Vậy chúng ta có cái cụm từ gì? Các con sẽ có cái cụm từ gì? To be good at. To be good at là giỏi về cái gì? Giỏi về gì? Không nào? Giỏi về gì? Giỏi về cái gì? Thì chúng ta có cụm từ to be good at là giỏi về cái gì? Vậy trong trường hợp này các con sẽ dùng cho cô là at. Be. Đáp án be. Được chưa? Now guys, go on. Number 4. Ai? Vừa rồi cô đã nhắc cho các em rồi. Sau động từ fancy là gì? À, sau động từ fancy gì là gì các con? À đúng rồi, sau fancy là một verb thêm in. Vậy cô sẽ nói là gì? She fancy what? À, she fancy reading books about younger children. Vậy trong trường hợp này cô sẽ chọn là reading. Reading. She fancy reading books about younger children. Reading. Now, number 5. Number 5. Now, number 5. The cross depend handily the weather. Như vậy, depend, các con nhớ cho cô. Depend. À, cái mùa vụ này phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Như vậy, động từ sau depend, sau động từ depend, cô dùng giới từ là on. Nghe chưa? Em lưu ý cho cô. Depend, cô dùng giới từ là on. Depend, cô sẽ dùng giới từ là on. Các con lưu ý cho cô. Sau depend, cô dùng giới từ là on. Được chưa nào? Ok. Sau depend, cô dùng giới từ là on. Now, go on. Now, number 6. Number 6. Number 6. Nào, chúng ta suy nghĩ xem. Number 6. Now, number 6. An old woman is the cause of the mountain side. Now, người phụ nữ gì? Lớn tuổi. Làm sao nhỉ? Làm sao với con bò? Hả? Làm sao nhỉ? À, người ta có nói là chạy với bò không? Người ta có nói cởi bò không? Có dắt bò không con? À, người ta sẽ dùng gì? Cái từ hồi nãy chúng ta đã học rồi. À, dắt trâu, dắt bò, chăn trâu, chăn bò. Vậy thì chúng ta sẽ có động từ gì con? Động từ gì mà chăn trâu, chăn bò nhỉ? Hả? Ai có ý kiến cho cô nào?
động từ gì mà chúng ta vừa có chăn trâu chăn bò? À đúng rồi, đó là động từ husband. Vậy trong trường hợp này các em dùng cho cô động từ husband. Husband. Ở này đi nha. Rồi đi, chúng ta sẽ dùng đáp án đi. Husband. Husband. Được chưa nào? Các con sẽ dùng husband. Rồi. Ok. Now, 7. Is the festival celebrated every year? À, người ta cho là when, how often, how what? Cái lễ hội này được tổ chức như thế nào? Người ta cho cái câu trả lời là every year. Căn cứ vào cái câu trả lời này nè. Every year là mỗi năm. Như vậy, lễ hội này được tổ chức khi nào? Phải chứ nào? Vậy thì ở này các con sẽ dùng là gì? When, khi nào? Lễ hội này được tổ chức khi nào? Vậy các con dùng cho cô là when. Now, number 8. The baby slept last night. À, em bé đã ngủ ngon vào tối hôm qua. Ngủ ngon. Như vậy ngủ ngon các con sẽ dùng cho cô là soundly. The baby slept loudly, soundly last night. Okay, the baby slept soundly last night. Ngủ ngon. Now, number 9. Nomads have to move in order to A. Change their style. B. Look for better weather. C. Look for food for their cattle. D. Be closer to the city. Nào, người dân du mục đã phải di chuyển để làm gì? À, cái bài trước cô nói rồi, sống cái cuộc sống du mục họ thì phải tìm những cái đồng cỏ để cho đàn gia súc của họ có thức ăn mà ăn. Vậy thì trường hợp này chúng ta sẽ dùng đáp án gì con? Dùng đáp án gì? À, tìm thức ăn cho gia súc. Vậy tìm thức ăn cho gia súc thì chúng ta sẽ dùng đáp án nào nhìn là đáp án nào nha? Nomads have to move in order to okay. Now C. Look for food for their cattle. Nomads have to move in order to look for food for their cattle. À, look for food for their cattle. Được chưa nào? Okay, now go on. We walk together. We walk together to the tent. À, chúng tôi làm việc lẫn nhau. À, làm việc lẫn nhau. Để làm gì? Để làm gì với cái lều? À, để làm gì với cái lều các em? Chúng ta có từ put on, put off, put out và put up. Đúng rồi, để dựng cái lều lên. Các con sẽ có từ put up. Put up,